chân không tĩnh lặng, pháp thân chiếu diệu mọi nơi tuyệt vời. Có một miền mênh mông băng giá, có một miền chân không tĩnh lặng, là nơi giao hợp của đất trời, pháp thân chiếu diệu mọi nơi tuyệt vời. Có một miền chân không băng giá, có một miền mênh mông tĩnh lặng, có một miền pháp thân chiếu diệu tuyệt vời. Có một miền tuyệt vời, có một miền tuyệt vời, tuyệt vời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục học 10 điều tâm niệm trong luận Bảo Vương Tam Muội. Thì ngủ trước khi học cái điều thứ 8 thì xin đọc đây cho quý vị có nhớ. Điều thứ nhất học lớn lên đi. Vì không bệnh tật mà dục vọng sẽ phát sinh. Hay vậy? Không bệnh tật nó liệt rồi sao phát sinh nó? Nhớ kỹ nè. Nghĩ đến đọc chậm thôi, không cần đọc nhanh. Thiền ngủ đâu có nhảy vô họng cái gì đâu, sợ. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sinh. Khác liền. Điều thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu mạn sinh hoài. Kiêu mạn là nó nổi lên chứ không có sinh. Không, cái bà kia đâu, mà cái bà mà bà hay nổi lên đâu, bữa nay bà chìm mà. Điều thứ ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt thì đó, nhớ rồi đó. Điều thứ ba, điều thứ tư, trên đường đạo nhưng...
Ủa mà nào ma đâu đây à? Ở chừng này mà ban ngày mà ma đâu, ma cỏ gì đâu đấy. Ủa ai vậy? Ai ai mà tự nhiên là ma cỏ đâu đây à? Hả? Ngồi toàn là Bồ Tát không, tự nhiên ma đâu xuất hiện. Chứ trên đường đạo đừng cầu không bị chướng duyên, vì không bị chướng duyên thì chí nguyện không kiên cường. Chữ năm, làm việc đừng mong dễ thành công, vì dễ thành công thì sinh tâm tự đắc. Nhớ không? Nè, có nhiều người mà không có tập trung, người ta đang ôn bài tự nhiên đi dở bài đó, kiếm gì trong đó thấy không có tập trung, không nhớ thì mình phải tĩnh tâm, mình nhớ học cái cách học vậy, như thiện hữu học là vậy đó. Lên trên hồi đó học từ nhỏ tới lớn luôn, học tại chỗ mà ông thầy cũng giảng, bất cứ học đời học đạo gì cũng vậy. Mà này đâu có ông thầy dạy, sư phụ không dạy, cha mẹ cũng không dạy. Tự nhiên mà mình ý thức vậy lên ha, học là để tâm hết, lắng nghe từng chữ từng lời nó rốt ở trong hai lỗ tai nó đi đâu, vô ốc hả? Vậy tới chừng mà bước ra khỏi lớp là nhớ biết nhiêu không? 70%. Chứ ai mà đi học gạo, đi học cội, đi học cơ bằng gạo. Vô lớp thì thầy giảng, thầy tên này giảng ở dưới nó quýnh gì? Hồi còn học sinh thì quýnh gì? Quýnh lô tô, trời ơi. Quýnh caro, còn quýnh gì nữa? Bà kia nó quýnh lộn, trời ơi. Thiệt tình, mấy bà mà nói quýnh lô tô, quýnh caro, mấy bà nói là được dạy dạng gì? Coi như là trình độ văn hóa 12 trên 1. Học 12 năm mà có 1 lớp đó. Còn đây ta học mà ta tập trung á, thiện hữu là nói kỹ lắm á. Nếu hồi đó mà sư phụ thiện hữu mà dạy thiện hữu như vậy ha, ông sư phụ á, thiện hữu còn nhớ là ổng nằm ở cái võng, rồi thiện hữu ngồi ở dưới á, ngồi á, rồi ổng mới lấy cái tay ổng rờ trên đầu thiện hữu vậy nè, làm cái thế để ổng làm gì? Ổng bẻ cổ hả? Ổng làm gì? Ổng đưa võng mà ổng rờ cái tay thiện hữu vậy nè, rồi ổng đọc. Thiện hữu còn nhớ hoài hồi nhỏ vô 7-8 tuổi, rồi 7 tuổi là rồi ổng nhà Nam Mô Diệm Như Dương Bồ Tát, cái mình cũng Nam Mô Diệm Như Dương Bồ Tát, đây giờ có con đứa nó cũng giống vậy đó, cái giọng á. Rồi xong rồi cái ổng mạnh quá diệm diệm chí thiết thành, cái mình cũng đọc theo mạnh quá diệm diệm chí thiết thành, mà mỗi ngày vậy có nửa tiếng mà nhiều là nó rót vô hết. Rồi học luật cũng vậy, ổng nằm trên võng đó, rồi thiền hữu ngồi ở dưới đó, mà ta tính ta thành tâm vậy chứ ai mà ổng ngồi đó rồi xong rồi cũng ngồi mà cái hồn đi đâu mất tiêu rồi nó không nhớ. Còn này vậy đó, cứ ổng đưa qua đưa lại vậy đó, mà ổng rờ cái đầu ngộ thì cái cách đó cũng hay lắm. Ở đây bữa nào tính là áp dụng thử. Không, có cái giọng nhưng mà chưa, không dám chọn mà đệ tử nào lại để mình dịnh đầu, mà thông báo một cái là nó ngồi nó dịnh, mà nó vừa ngồi mà nó vừa lòn cái túi lấy cái kéo ra cắt cái dây giỏng.
Còn là của tới điểm thứ mấy rồi, nó nói bậy cái nó mờ kiếm. Làm việc thì đừng cầu, đừng mong dễ thành công. Làm việc thì dễ, đừng mong dễ thành công, vì dễ thành công thì sanh tâm tự đắc. Điều thứ sáu, giao tiếp thì đừng cầu lợi lộc, vì cầu lợi lộc thì không còn đạo nghĩa. Đạo nghĩa nó sẵn ở đó, không có mất, không còn thôi. Rồi, điều thứ bảy, đối với người thì đừng mong thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì kiêu ngạo phát sinh. Cho nên nói vậy chơi giảng chơi vậy thôi, chứ dưới cũng đâu thuận theo ý thiền hữu. Kêu nó tập trung là như ấy, nhưng mà không tập trung thì sao? Thì thôi. Tại vì đối với đệ tử thì đừng mong cầu thuận theo ý sư phụ. Vì thuận theo ý sư phụ thì sư phụ sẽ sư phụ sẽ đi trên bay. Hỏi sao vậy? Hỏi sao đi trên bay biết sao không? Trời, không biết tu sao, không biết nữa mà. Ai mà vô đây già trẻ bé lớn gì thầy chỉ cần liếc một cái là nó nghe rầm rắp. Cái đó là nói nhẹ nhẹ thôi nha. Còn nếu mà nói mà cao hơn chút nữa là chỉ cần sao? Liếc rồi đó. Rồi bây giờ tới sao? Hả? Không có la, trời ơi, thầy thiên hữu mắc gì kêu. Chỉ tầng heo, tầng hắn thôi. Là nó ở dưới nó là sao? Nó cười. Chứ mình đâu có cái quy luật gì đâu mà tầng hắn cái mà ở dưới nó mất hồn. Ghê vậy. Tầng hắn cái, có lần nào thiền hữu mà tầng hắn mà quý vị im phong phát không? Không, ngộ cái gì đó. Thiền hữu mà tầng hắn cái là dưới nó nó cười. Còn mấy thì nó làm sao? Nó lấy nước uống, mở nước mà mình ở trên này mình thèm luôn á. Ví dụ vậy đó, bắt đầu rồi đó. Nhắc nãy giờ không quên chứ giờ nhắc là ở đâu. Rồi đến cái điều thứ 8, điều này là quan trọng nè. 10 điều tâm niệm, điều nào cũng quan trọng hết nha, mà điều nào thực hành cũng khó. Mà bây giờ nè, cái điều này quý vị với thiền hữu chiêm nghiệm coi có mình có dính không? Mình có dính không nghe? Điều thứ 8, thi ân là gì? Là mình làm ơn cho người khác đó. Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có tính có. Rồi bây giờ nhớ nè, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì có cái tâm cầu đền đáp là có sự tính có. Bây giờ ngồi nghiệm lại nè, quý vị có từng thi ân cho người khác không? Có không? Nhiều lắm phải không? Nhưng mà quý vị có nghĩ cái này dễ lắm nè, trời ơi, ổng bây giờ ổng làm thiền hữu á, có nhiều bà Phật tử mà coi như là đi kỳ cựu mà ngồi dưới đó ha, già coi như ăn chả đó nha. Ăn chả đó ha,
bữa nay giờ này mà còn ngồi đó là nhờ tao. Đó là nói nhẹ nhẹ đó, là có gì là cái người nói đó là đã thiên ân cho ai? Cho thiện hữu không, mà thiện hữu cũng nhớ vậy. Trời ơi, bị coi như bầm dập như trái chuối, nhờ bà về bả sao? Bả thi ân á, bả về bả thi, vừa thi ân mà vừa thi gì nữa? Thi gì? Thi thố tài năng. Thi gì? Trời ơi, thấy vậy cái làm gì cái đó là thi múa hả? Trời. Tức là bị bầm dập rồi về, bà mới đem về là bà thi thố tài năng là bị gì sao? Tao luyện phép mà. Bà nằm ở trong gọi là cửu vị thiên nương á, mang về thí dụ vậy đó nha. Rồi xong rồi làm cho thiền hữu bây giờ thì sao? Thì sao? Cốt gần đó nó là sao? Nó cứng cáp lại giống như mà na tra bị lóc thịt vậy đó. Quý vị có biết na tra bị lóc thịt mà còn ai xương rồi xong rồi là sư phụ của na tra mới đem về, rút cái hồn về mới đốt nhang đó ở đây. Bởi vậy ở đây thiền hữu cũng có hai ông đó, giờ phong thánh luôn là thần nhang này. Hang đó là bị rút thịt đó, cho nên giờ là phải giao đốt nhang lần bón vậy để cho gì biết không? Gọi là nhang mà mình đốt chứ không phải nhang so nha bà. Nhang đốt. nói không phải nhang so. Bữa nay cúng 49 ngày nhang so quá trời, người ta ngồi dưới nhóc cho nửa rạp này. Dân của đi đám nhang so toàn là đám dân làm gì? Không phải, cứ bằng hãng thơm phức luôn, thơm từ trong ra ngoài luôn. Mà nãy thiền hữu có ông bà nói hãng khốn, thiền hữu không chịu, hãng thơm chứ không phải hãng khốn. Đó, thì nó đốt, sư phụ về đốt 49 ngàn Na Tra mới liền lặng lại, tức là người ta thổi cái hồn ở trong gọi là phong gì, phong thần đó, chuyện phong thần có Na Tra lý tịnh rồi đó. Đó thì bà về, cho nên bà có quyền bà nói là bà thi ân mà. Nhưng mà lâu lâu thì kể nhắc, mà người nào mà làm ơn cho người ta mà còn nhắc hoài đó nha, nói xin lỗi á chưa được. Nhưng mà cái này khó lắm, mình giúp người ta cái mình nhớ ngộ vậy đó, mà mình nhận ơn của người ta. Nên nhận ơn của người ta dễ quên lắm. Nhận ơn của người ta, thọ ơn thì dễ quên, nhưng mà cái đó không hay. Mình thọ ơn của người nào mình nhớ, nhưng mà cũng không nhất thiết là phải. Nếu có cơ hội thì mình trả trực tiếp, còn nếu mà không có cơ hội thì mình trả gián tiếp, mà đa số là trả gián tiếp không. Trả gián tiếp không mà chứ ít. Thì cũng nói đơn giản là nói giờ nói Phật Bồ Tát, chư Phật chư Bồ Tát, các ngài có thọ ơn không? Có chứ. Bây giờ mình nói đơn giản, nói Phật Thích Ca nè, khi mà ngài thành Phật rồi đó, nhưng mà ngài có thọ ơn không? Thọ ơn ai? Thọ ơn gì? Thành Phật rồi chưa? Lúc nãy uống sữa là chưa thành Phật. Nhớ sữa không à? Bà cỡ bà khỏi uống sữa khỏi nhớ. Uống sữa không? Nhớ sữa không vậy? Phật Thích Ca sau khi thành Phật rồi quá độ chúng sinh thì thọ ơn ai? Thọ ơn chúng sinh.
chứ không phải thọ ơn mình sửa. Thọ ơn chúng sinh còn cái lúc mà ổng gọi là mà bị sắp chết đó, cái đó lúc đó là thái tử đó, là ông ngài ổng bị gục rồi đó, thì mới thọ ơn mà một bát sữa của nàng một nữ Sujata. Nhưng mà ngài cũng nhớ, bởi vì mà ngài mới là Phật, còn mình nhận thọ không nhớ. Cho nên nói vậy cho thiền hữu nhớ hết. Bây giờ ở đây ai cho thiền hữu cái gì? Từ hồi lúc thiền hữu qua đây à, Cúc này nhớ, không còn sót móng nữa. Rồi ai cho thiền hữu cái gì hồi còn ở Việt Nam, thiền hữu nhớ không còn cái gì. Cho nên có những lúc đi về mà thiền hữu nghiệm ra điều này, giống như là thiền hữu kể cho quý vị, thằng bạn Chí Cố đi về bỏ ra một tuần lễ tìm, cuối cùng tìm không được, tìm lại cái con ngôi nhà nó, tìm lại những cái chỗ mà hồi xưa bạn bè với nhau, không còn. Rồi thậm chí luôn bây giờ không biết nó sắp chết ra sao. Thật ra mình tìm đến để mà mình giống như mình trả ơn nó, không có gì. Thí dụ như hồi thời đó là nó thiền hữu đi, chẳng hạn như cuối tuần muốn đi Vũng Tàu thì ra cái chùa của ông sư phụ mà, ngay ở ngoài Vũng Tàu, sư phụ thiền hữu có cái chùa bây giờ còn nè, đẹp lắm. Nhìn ra trước là biển, kế khách sạn Hải Âu, lại chút nữa là đi mấy bước nữa là Tịnh Xá Ngọc Bích, trên con đường đó đẹp cực kỳ luôn. Mà có những lúc xe mình hư, mình lại mình nói nó một cái là nó đưa xe cho mình đi à. Mà xe thời điểm đó đó quý vị biết là thiền hữu chạy chiếc xe gọi là chiếc mà không phải, nó giống như chiếc Lambita nhưng mà nó không phải, mà nó là câu 250 phân khối. Chạy công an lượt theo kịp. Nói trời nha. Mà thằng bạn này không biết nó tốt xấu, không biết nữa, nó đưa xe chạy mà sao học rớt biển. Đó, gọi là chiếc đó gì Supreme, cái gì à? Nó tới 250 phân khối rồi. Sướng. Mà mỗi lần mà có chuyện gì hoặc là bất cứ cái gì mà nó là người bạn, bạn học á, mà nó là người đời chứ không phải là trong chùa. Người đời mà thiền hữu còn nhớ cỡ đó, huống chi những người trong chùa Phật tử. Bà ba, bà tám, bà bảy, bà sáu, bà năm, bà hai, bà một, bà mười luôn hả? Bà chín, bà mười, cuối cùng là bà gì? Cuối cùng không biết bà gì hả? Cuối cùng trời ơi trời mô Phật. Trời ơi hổm rài đi nhập thất ở đâu mà giờ xuất hiện. Nó cũng là mình cũng mang ơn lắm à. Bà cuối cùng mà trong gia đình mình á, cuối cùng là bà Út. Bà Út, ủa mới thấy nè, thấy bà Út bây giờ bà đâu mất rồi. Bà Út, Út là coi như bà cuối cùng á. Hả? Nhớ hết à, không có cho cái gì, thậm chí luôn cho hồi đó thiền hữu ở chùa Thiền Lâm ở gần cây gõ đối diện với Sấm Giá. Ở đây có ai biết không ha, có ai biết Sấm Giá không, ở Sài Gòn á. Ai gần Sấm Chùa? Ai mới nói Sấm Chùa đâu? Ủa gần chùa mà sao không chịu đi tu ta? Gần chùa kêu Phật bằng anh.
cho nên đâu đi tu đâu. Còn thì Hữu là ở đối diện sinh giá luôn. Thì là lúc đó thì Hữu nhớ, thì Hữu đi học á, có mấy, có một cái gia đình Phật tử, mấy gia đình Phật tử, và cái cô này ở ngay chợ Bình Tiên, thì Hữu còn nhớ, mời về bây giờ kiếm cái chợ Bình Tiên cũng không có luôn, mất luôn, không không còn dấu tích gì hết trơn. Cho nên mỗi một lần mà tụ trường là Thiền Hữu còn nhớ là gia đình cổ là mua cho Thiền Hữu viết này, tập để học á. Cho nên nhớ cái gì ta cho cũng nhớ, cho ngày thậm chí luôn một ly nước miếng Thiền Hữu còn nhớ mà. Rồi ở học ở Vinh Nghiêm đó, Thiền Hữu còn nhớ cái cô đó, nói cô cho lịch sự cho nó nhỏ hơn Thiền Hữu nữa. Bán chè ở trước, biết chùa Vinh Nghiêm không? Chùa Vinh Nghiêm ngay chỗ đường Công Lý đó, Thiền Hữu học đó đó. Rồi học cái ở đó, rồi ở ngoài cái sân lớn người ta thập phương ba tánh người ta đi á, thì có mấy chị mấy đứa nó nhà bán chè, bán gì nữa biết không? Chiếc bà phủ. Mà hãy ra chơi là Thiện Hữu băng băng ra ngoài đó ấm, là cho thực sự bán chứ không phải là không phải là cho, nó không biết gì đâu cúng dường. Nhưng mà ăn riết rồi cái cuối cùng là nó cho luôn, tại vì mua chịu không à. Mua chịu 3 tháng luôn, sau 3 tháng hạ mới trả. Thấy chú tiểu mà thèm ăn chè tội nghiệp quá. Thiền Hữu với mấy ông bạn Thiền Hữu giờ còn tu hết trơn, nguyên cái nhóm của Thiền Hữu chơi bây giờ. Mấy ông bạn Thiền Hữu có ông là ở chùa Kỳ Quan, bốn năm ông rồi đó, bạn thân á, ông ở chùa Vũ Liên, hai ông ở chùa Vũ Liên Bình Thạnh, ông chùa Kỳ Quan là ở Gò Vấp, ông ở chùa ba, ông ở chùa Hoàng Đức Thủ Đức, một nhóm này đó. Cứ xong rồi rồi hai ông ở Củ Chi đã đi ra ngoài đó mà hỏi mà ăn riết rồi. Cuối cùng rồi mấy cái người bán đó đó đi đâu mất tiêu luôn. Đố quý vị hả? Ủa sao mà hay như vậy? Đúng rồi, mấy chú tiểu đó ăn chực cái chứ, nó ăn 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 quịch ăn mà ba tháng mới cho tiền, cuối cùng ta hết vốn. Ta gọi là ăn sập, ăn sập tiền. Nhưng mà con cái bây giờ đi về tìm cũng không không tìm được, tìm không ra. Muốn mang, mình mang ơn đó, mình muốn trả ơn đó, không gì quy ra mà Thiện Hữu hồi đó ngồi tính ăn tổng cộng cũng khoảng 300 chén chè chè, thiếu quá thiếu người ta đó 300 chén. Thì quy định giờ mình qua Úc rồi, tiền có rủng rỉnh rồi, quy định cứ một chén 3.000 hả? 3.000 đô Úc. Trời ơi cười. Nhà Thiện Hữu ở kế kho đạn Long Bình. Mới ban đầu mình nói rẻ, tới Thiện Hữu nó 3.000 đô á. Trời. Để cho người ta gầy vốn lại, nhưng mà không tìm không ra. Cho nên là mình sống là thi ân, nhưng mà đừng cầu đền đền đáp. Vì cầu đền đáp là có tính toán. Ví dụ như bây giờ mấy bà vô đây, mấy bà làm cho Thiền Hữu, đừng nói vô làm chùa, làm cho Thiền Hữu nghe. Có nhiều người vô làm công quả xong đã rồi suy nghĩ là từ lâu ngày cái thành cái gì là giống như làm ơn cho Thiền Hữu. Mà Thiền Hữu nói đụng tới cái là bắt đầu sao? Tâm sân si nổi lên.
Nó nổi lên là bắt đầu nói gì, nói những cái nghe cũng khó nghe lắm, thiền hữu nghe. Thì thiền hữu biết là như vậy là sao, cứ nghĩ là thi ân, và nghĩ là phải cầu đền đáp là không được. Tập như vậy, mà tập như vậy quý vị biết làm chi không? Để có, nếu mà mình làm được, mình không mong cầu đền đáp, nhưng mà Phật trời đền đáp lại mình còn ngon hơn đó, đúng không? Nói Phật trời là nói vậy chứ là cái gì đền đáp lại, biết không? Nếu mà mình làm cái việc tốt, mình thi ân, mình giúp đời, mình giúp người là thi ân đó. Mình nói Phật trời là nói cho dễ hiểu thôi, chứ cái gì đền đáp cho mình? Phước, đúng. Nếu mà mình không có cái tâm mà mong cầu đền đáp thì phước đức lớn. Thôi cái đó mới là cái đền đáp thỏa đáng nhất. Cần là cần cái đó, mà cái đó là do mình tự tạo ra và mình hưởng, chứ không phải là do thiền hữu cho hay là đã đền trả lại. Là Đức Phật muốn dạy cái điều này là muốn dạy chú đệ tử Phật phải sao? Tu cái tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Mình thi ân có nghĩa là mình cho người ta mà mình không có cần, thậm chí không nhớ luôn á. Là cái tâm gì? Tâm xả, từ bi nào đâu đó. Tâm xả có nghĩa là buông một cái, buông trọn vẹn luôn, cho mang tới. Mà nếu mà nói theo Bồ Tát đạo nha, thậm chí khi mà mình cho nhưng mà thực chất thấy hình thức là mình cho, nhưng mà thực chất nếu không có người nhận thì cho được không? Không. Cho nên coi chừng cái người nhận trở thành người, người nhận sẽ trở thành người cho, và người cho sẽ trở thành người nhận. Bây giờ nè, khó hiểu ha, khó hiểu, thấy lơ mơ hết rồi đó. Nè, cho nè, người cho sẽ trở thành người nhận. Bây giờ thiền hữu có món đồ, thiền hữu cho quý vị mà quý vị nhận, thì người cho sẽ trở thành người nhận. Thì lúc đó thiền hữu thấy là thiền hữu đưa cái món đồ đó, người ta nhận, thiền hữu đưa đàng hoàng, đưa hai tay à, chứ không phải mà như giống như từng rồi mà nó cúng ấy mà nó rải, giống như mà rải gì biết không, rải lúa với rải gì, rải phân, rải lúa đó. Quý vị biết không, vậy còn đỡ à, vậy là đâu phải rải ta. Thì không nhớ rải phân là sao à. Rồi thì lúc mà thiền hữu cho rồi, quý vị nhận, thì người nhận sẽ trở thành người cho. Thì lúc đó người cho sẽ trở thành người nhận, thiền hữu sẽ trở thành người nhận. Lúc đó thiền hữu nhận được cái gì? Phước hả? Dữ vậy đó hả? Vậy thí dụ như giờ mấy bà cho thiền hữu, thiền hữu nhận, thì mấy bà sẽ nhận cái gì? Cái phước à, đúng rồi. Thì thiền hữu sẽ nhận, mà nhận không dám nói phước lớn quá. Nhận cái gì biết không? Cái niềm vui và sự tử, sự tử tế từ quý vị. Này tinh tế lắm à. Ví dụ như bây giờ quý vị vô đây thấy là coi như là quý vị hồi ra 12 giờ là dùng trưa, thì quý vị khen ồ chùa này Phật tử tốt, đàng hoàng, nấu nướng cho ăn miễn phí. Thì lúc đó là gì? Là ai cho ăn miễn phí, ai nấu nướng? Là chùa Phật tử. Nhưng rồi bây giờ nè, quý vị lại người Phật tử thập phương ba tánh lại ngồi ăn, thì cái người mà ăn đó là người cho đó. Cho cái gì?
cho cái phước, cho niềm vui. Chứ nếu mà quý vị mà không ăn hết thì mấy bà cái nhóm mà ta nấu thì sao? Ta buồn lắm, ta buồn lắm. Và thậm chí luôn có nhiều người khóc luôn. Bữa nào ha mà thấy trên chánh điện này leo que là bắt đầu cái ông kia ông đếm dép. Lại ông đếm dép. Báo cái kiểu đó là báo gì biết không? Không. Báo hại. Báo hại lại mà trên vô chánh điện mà đếm dép, mà trong khi đó cái tốt mà nó ở ngoài sao? Nó đông hơn nữa, nó có để dép đó không? Không. Ngồi đếm dép. Đếm nè. Ngồi khóc, hút thuốc mà khóc, hỏi sao rồi? Ồ, này ế. Xuống còn căng dặn 6 cái gì? 3, 2, 3. Là nhiêu? Có 30 tô à. Mà trong ế xe thảm á. Mà trong biết là tại vì ông đếm có 30 đôi dép à. Rồi ông kêu ông bắt rồi hai vợ chồng gây lộn luôn á nha. Ông chờ ông chờ. Nói ví dụ. Ừ. Rồi xong bắt đầu la ung dài hồi bắt đầu là cuối cùng lại là tới giờ linh rồi đó. Thì bao nhiêu? Hồi nãy ông báo có 30. Bây giờ tới giờ linh nó lên tới 300. Đó, cho nên trở lại là coi chừng. Mình cảm ơn mấy người Phật tử rồi. Bây giờ thâm sâu một chút nè, trong lòng thì ngủ cảm ơn ai biết không? Đương nhiên là quý vị ngồi đó còn nhìn thấy mặt mũi nè là cảm ơn rồi đó. Là ơn đức dữ lắm à, cảm ơn dữ lắm à, nhớ nha. Rồi cảm ơn ai nữa biết không? Không, mấy người nấu cũng cảm ơn rồi, mấy người nấu thì dễ rồi. Cảm ơn ai? Bây giờ đợi, bây giờ nói về dễ hiểu nè, cảm ơn cái người nào mà bữa nay cúng 49 ngày mà ở vô đông nè. Cảm ơn người nào? Người khuất mặt. Mình nói gần chút là cảm ơn Hương Linh. Thiệt á nghe. Thì ngủ là coi như mà thực sự là nằm nhiều khi người ta lại vui lắm. Cảm ơn. Chứ đừng phải chỉ không có nhất thiết là cảm ơn những người còn sống đâu. Phải cảm ơn luôn những người khuất mặt. Nhờ những người đó người ta hộ à. Mình nói mình tại sao mình nói được Phật phù hộ, Bồ Tát phù hộ, thậm chí ông bà phù hộ mà Hương Linh mình không dám nói phù hộ. Mà Hương Linh có phù hộ không? Có. Có. Cho nên phải cúng kiến đàng hoàng. Đưa lên rồi nó cũng phải làm cho nó đàng hoàng. Chứ đừng có mà nói cho Hương Linh tại người ta quyết mình có mắt thường mình không có. Không thấy. Chứ mà còn nếu mà quý vị thấy rồi là quý vị sợ à. Ví dụ mắt thường không thấy cho nên nó sao nó cúng mà nó rải đó. Còn nếu mà giả dụ vài bữa cái nó đi mổ mắt đi. Rắn vô gắn con mắt gì vô? Mắt gì vô? Ông này đi mổ mắt là biết gắn con mắt gì vô? Mấy nãy có ông bà đi mổ mắt nữa. À bà đeo kiếm ở dưới đó. Gắn cái gì vô? Thiên nhãn hả? Trời. Ghê vậy. Hèn chi gắn coi như là thiên nhãn vô, đeo cái kiếm vô nhìn thấy giống thiên lâu quá. Nếu mà cho quý vị nhìn đó ha. À quý vị lại xong rồi cái là mấy người đó, nhưng mà mấy người phải nói là những người ở trong khuôn mặt khuôn mày ta hiền lắm. Chứ nếu mà mày chọc giận vậy đó, người ta ra người ta xì bánh xe.
xỉn xe luôn. Chó ăn không có đau quan chứ. À ví dụ vậy. Còn quý vị lên cái cây bông hoa gì, cái đó là từ tấm lòng thôi. Nhưng mà phải có một cái sự gọi là cung kính. Thì trở lại là có chừng. Như thiền hữu vậy đó, thiền hữu nói là Đức Phật ngài dạy kỹ lắm, đệ tử Phật là phải có nhớ bốn điều. Quý vị còn nhớ bốn điều không? Quên. Thật thà khai báo bốn điều. Quý vị có nghe cái câu gọi là tu hành báo hiếu là bốn hả? Tu hành báo tứ trọng ân là câu gì nữa? Đó, hạ tế tam đồ khổ. Tứ trọng ân, bốn cái ân lớn mà làm người tu là phải nhớ. Một là ân gì? Ân gì? Một là ân gì? Rồi bà dưới nào bà nào có nói là ân đền quán trả. Trời ơi ghê vậy. Rồi ông này bên đây nói gì nữa? Giờ tôi không nói gì, ân quán giang hồ mà. Ta ân bốn cái ân gọi là ân gì? Một là ân quốc vương thị thổ, là ân chính phủ á. Hai là ân cha mẹ. Ba là ân 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 gì? Thầy tổ hay là thầy bạn? Thầy ở đây không có phải là thầy chùa. Những người mà dạy cho mình có con chữ đó là thầy cô, chứ không phải là thầy chùa đâu, đừng nói. Ở trong đó cũng có thầy thầy chùa đó ha. Rồi ăn gì nữa? Cuối cùng ăn cuối cùng bốn ăn á. Cho nên lúc nào cũng phải nhớ ơn, chứ không nhớ ơn người nào mà không nhớ ơn là người đó thạnh gì rồi á. Nhưng mà không nhất thiết nói vậy, không nhất thiết là giờ ví dụ như giờ thiền hữu nhớ ơn ông A này, thiền hữu phải chờ ổng tới cái ngày ổng sắp lâm chung rồi cái thiền hữu phải xua lại thiền hữu thì sao? Niệm Phật tụng kinh cho ổng, thậm chí luôn nếu có cơ hội tụng kinh niệm Phật rồi lo đám cho ổng cũng trả ơn hết chưa? Chưa. Tại sao chưa hết? Tại sao? À, chưa chết không biết. Làm sao mà hết được? Tại vì ổng còn bà xã, ổng còn sống thì phải quay qua cầu nguyện. Ờ vậy đó. Như vậy ta mới gọi là gì? Lo cho nó tròn cái đạo nghĩa, gọi là bên gì? Bên vợ. Trời. Ta gọi là gì? Tứ gì? Không, bây giờ đang nói vụ vợ con, không có tứ trong ăn gì. Tứ gì? Rồi mấy bà này không biết thì coi như không bà nào có gia đình hết trơn rồi, không biết. Tứ ân phụ mẫu. Ơi ngoài đời không biết chữ đó hả? Quên hả? Cha mẹ cha thất quên. Ở ngoài đời người ta hoặc rồi dùng cái từ nữa gọi là gì? Khi mà vợ chồng mà ở với nhau rồi mà ta tương kính với nhau rồi là lo hai bên, ta gọi là gì? Có cái chữ gì hay lắm á, người Việt mình dùng những cái từ hay lắm. Coi bên tứ thân phụ mẫu đó. Tứ thân phụ mẫu là sao? Là hai bên nội
nội ngoại, nhưng mà ta dùng cái từ gọi là tứ thân phụ mẫu. Cho nên là lo cho ông này xong rồi là còn bên kia nữa, phải lo luôn vậy. Cho nên thiền hữu nói là lo cho ông xong rồi nhưng mà sẽ còn nữa là vậy đó. Vậy mà không nghĩ ra thì trả lại cái điều thứ 8 này Đức Phật dạy là mình dùng cái từ mà quý vị thường nghe đó là làm sao? Thi ân bất cầu báo. Người ngoài đời có nhiều người, người ta thi ân mà người ta đâu có cầu báo đó. Nhiều người lắm trên cái con đường mình nói kiếp này thôi, mình nhận có nhiều người mà mình nhận biết bao nhiêu nhưng mà ta đâu có cầu đền đáp. Bây giờ mình nói đơn giản là những người bác sĩ, quý vị đi bác sĩ đó là người ta trị bệnh cho mình đó, đúng không? Là người ta trị xong rồi không lẽ người ta ghi tên rồi, bà này là gì của tôi, bà này là bệnh nhân của tôi, bà này tôi trị bả bệnh hết, bả phải sao? Bả phải đền ơn tôi. Không có bác sĩ nào nghĩ vậy hết trơn. Cho nên ta làm ơn. Nhưng mà vậy người ta được phước không? Được phước rõ ràng luôn á, phải không? Không được phước sao làm? Trời ơi, đưa cái thẻ kéo cái rẹt phước vô liền. Cụ thể mà phước đó từ đâu? Phước đó từ đâu? Từ chư thiên. Chư thiên rớt xuống. Mà chư thiên ở đâu? Chư thiên ở đâu? Chư thiên ở San Julian. Vậy mà không hiểu. À, rồi bây giờ là đó là người gọi là trong cái xã hội này biết bao nhiêu, thậm chí luôn bây giờ nè, mình mang ơn ai biết không, mang ơn cái ông nào mà ổng chế ra cái này nè. Cho nên mỗi lần nói dòm ổng cái là bắt đầu là mang ơn liền nè, phải tập vậy đó. Cái này có người chế không? Không nhờ cái này chắc chết, đúng không? Không nhờ cái này chết à, nói chứ không nói đâu. Rồi bây giờ quý vị ngồi lại nè, trời lạnh, mặc áo dày. Thiền hữu mà mấy đệ tử thiền hữu nó nói sư phụ đắp tới ba cái mền, quý vị có thấy thiền hữu đắp mền không? Không. Nhưng mà thực chất có không? Có, không đắp mền sao mà chịu nổi. Mà năm nay hơi trời lạnh khủng khiếp lắm. Rồi thì khi mình có được cái này là do ai làm? Mấy cái mền này nè, ba cái nè, 1, 2, 3, đắp ba cái mền. Cái này là do ai làm? Cái người, quý vị hình dung ra nha. Cho nên ở trong nhà Phật á, có một cái bài phụng nguyện hay lắm. Phụng nguyện tức là ăn cơm á, khi ăn cơm tam đề ngũ quán rồi. Tam đề là gì biết không? Quý vị thiền hữu bây giờ đơn giản là chỉ chắp tay niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, nhưng mà thực chất nếu mà người nào có đi thọ, có tu mà tu cao á, ở đây thiền hữu thấy có nhiều bà tu cao á nha, thọ bát với thọ chén không mà. Sư phụ sao sư phụ không chịu tổ chức để cho tụi con thọ bát? Không ăn bát, ở đây ăn tô không. Mệt. Mỗi ngày mỗi tuần vô đây vậy đủ rồi, ở đó là bát chén vậy đâu đây. Rồi đó thì ăn ta gọi là tam đề ngũ quán. Cái bà kia bà nói thầy ơi, thầy con ngủ chùa chứ không có ngũ quán. Ồ, dưới đệ tử nó thông minh vậy đó, nói tới ngũ quán Phật. Sao nghe nói Phật là hồi xưa thời Phật là ngủ
ngủ có cay không? Bây giờ thầy đọc ngủ quán thầy. Mấy bà biết ngủ quán là ở đâu không? Không biết luôn, ngơ ngơ luôn. Quán là ở đâu? Ngủ quán là năm điều quán tưởng, chứ không phải ngủ quán là cái quán nhậu hay là quán cà phê. Đúng là đó, bà nói ồ thầy con không có ngủ quán à. Cho nên là tam đề là một là nhất kể công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Nói bằng tiếng Anh không nó hiểu không? Nhất kể công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị tổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Một ăn chén, ăn cái muỗng đầu tiên, quán tưởng cái chén cơm á, nghĩ đến cái công của cái người trồng lúa nè, rồi sao xịt sâu nè, rồi sao mất xịt sâu, rồi tới gì nữa, làm cỏ nè, rồi gì nữa, chưa cho rải phân nè, rồi xong mới. Quý vị không hình dung ra được, có được một hạt gạo đó trải qua biết bao nhiêu cái công gian khổ của người nông dân mà ở đó, đây bây giờ ở đây quá sung sướng rồi, không có biết công đó, cho nên là ăn gạo Thái Lan không à, chê gạo mấy cái gạo khác, chê gạo gì nữa, gạo Ấn Độ à, ăn hộp gạo là phải quán chiếu như vậy đó. Rồi chưa đủ nữa, quán chiếu đến khi mà đem vô chùa mấy đệ tử nó nấu, nó do xong rồi nó để cái nồi cơm, nó không có bấm điện, nó lên nó chân trái cây xong cuối cùng xuống không có cơm ăn. Rồi xong rồi quê rồi nói bữa nay cho thầy đổi món ăn bún. Ví dụ vậy, quê đã xong rồi nồi cơm không thèm dẹp nữa, thầy đi dẹp thầy chiều hôm qua. Khổ lắm, cái này là kể công. Biết không? À, thầy quán chiếu tới đó mà được chưa? Chưa nữa, quán nữa nè. Quán tới mà nó sao nó bưng lên, quán đến cái người mà người làm gì, đúng, tại vì ông đó ông không có dọn ra ông quán được, nó không bao giờ ông cầm cái đũa muỗng ông dọn. À, ví dụ như giờ ông dọn mà ông để đàng hoàng, ví dụ như mình nói cái đũa cái muỗng để đàng hoàng. Còn nếu mà được đào tạo chính quy ở trong kia đó, là được đào tạo chính quy ở đâu, trong kia là ở đâu, ở trong cung đình đó, có cái bà mới mất nè, công tằng tôn nữ ở trong cung đình đó. Cái đám ma của bà là biết không, ăn đồ cung đình không, bánh mì cung đình, quýt cung đình. Ngon gì đâu, sư phụ vô bụng sao mà đám bữa nay bánh mì ngon quá, ông không có biết đâu, bánh mì cung đình đó ông. Thì không có bánh mì cung đình á, sao mà thiệt, bánh mì ngon thiệt, nhưng mà tôi nói thiệt với ông hên xui à, ở đây nhiều công ty lắm nè mà hên xui. Đó. Còn mà nếu mà nó không có được đào tạo chính quy ở trong gọi là cung đình đó, thì nó làm sao, nó đem ra nó làm sao, làm vậy là có nghĩa là sao, nó dục xuống cái xong rồi mời sư phụ ăn, sư phụ lúc đó ông thầy là ông thầy thiền hữu á nha, chỉ có ông thầy thiền hữu là đặc biệt. Thì lúc đó thiền hữu làm sao, thiền hữu nói làm sao, thôi không ăn đi, tôi no, ăn qua. Ví dụ
Cho nên cái vụ ăn hôm qua là bây giờ nó lây tràn lan luôn. Mà Việt Nam nó dùng cái từ hay vô cùng nha, lan tỏa. Trời ơi, cái xấu mà nó cũng lan tỏa. Dùng cái từ lan tỏa. Lan tỏa là người ta lan tỏa cái đẹp, cái tốt, cái gọi là nhan thơm. Nhan mà nhan thơm thì mới nó mới lan tỏa được. Còn nhan này nhan gì? Nhan khói. Mà nhan gì nữa? Nhan gì nữa? Đố quý vị nói được cái nhan này là ngừng không nói nữa đó. Nhan hồi, đúng rồi đó, nhan hồi hay á, giỏi á. Nhan hồi đó mình nó ăn cơm mình nó lấy nó vớt ăn riêng nó bị sư phụ hiểu lầm. Bị sư phụ hiểu lầm á. Sư phụ nói này hổm. Này đâm dỗ má tao mà mày ăn trước. Ví dụ vậy. Nhưng mà đâu biết được là cái ông nhan hồi này ổng ăn cái đó là cái gì? Cái bụi, cái bồ hóng ở trên đó rớt chùa lâu năm không có thị giả, không có gì nó coi chừng rớt á. Bồ hóng nó rớt xuống. Mà người ta nghèo khổ cho nên là dân người ta không cơm gạo ăn. Cho nên nếu mà bỏ thì sao? Không phải tội, không có ai bắt tội mình chứ. Bỏ thì bỏ thì gì? Không phải thiếu ăn. Bỏ thì gì? Uổng. Vậy mà nghĩ không ra, cứ nghĩ đầu óc gì đâu. Nào là tội, nào là gì đó. Bỏ thì uổng. Cho nên không ăn. Đó, cái ông đó gọi là nhan. Nhan hồi. Người ta có hiếu với sư phụ vậy đó mà sư phụ không biết. Sư phụ nhìn ở bên ngoài cho nên sư phụ đánh giá. Nhưng mà được cái là sao? Qua ngày hôm sau mới kể lại. Thầy trò người ta tâm đắc. Cho nên người ta có chuyện gì người ta nói hết lòng. Chứ không có để bụng giống như thầy trò chúng ta đâu. Thầy trò chúng ta là để bụng à, để bụng ghim. Ghim buồn ông thầy. Giận. Giận ông thầy không đi chùa nữa. Nghe hoài à? Mà nghe mắc cười quá à. Giận thiệt hữu không đi chùa ai lỗ? Người nào giận nó thiệt á. Đây nè, nhớ. Giận là không có ai lỗ cho mình lỗ. Mình giận đó quý vị biết không? Khi giận nổi lên là cái lục phủ ngũ tạng của mình đó tan nát hết. Thiệt á. Thiệt hữu mới đọc cái quyển sách hồi sáng này nè, là phương pháp. Thiệt hữu mới đọc mà không biết của ai nữa, để trong bên cái tủ. Thiệt hữu mới hồi khuya này 4 giờ thức dậy mở tủ coi tìm cái cuốn kinh Vu Lan, mà cuối cùng lại là phương pháp trị bệnh ấn lòng bằng chân. Mà lúc này cỡ này bàn chân nó đau á, tự nhiên có cái cuốn sách này nó ngủ đó. Rồi xong rồi đọc mê mệt luôn, đọc từ hồi 4 giờ đọc thì mới biết ở trong cái quyển sách mấy ngày á mới nói á là cái người nào mà giận đó, nóng giận nổi lên ha, là nó tàn phá lục phủ ngũ tạng, mà nhất là nó tàn phá cái gì quý vị biết không? Tim, gan, hai này là bị trực tiếp. Khi quý vị hình dung ra mà cái này thiện hữu, cái này chịu khó quán chiếu một chút. Khi mà giận lên là tim là cái thằng trực tiếp, cho nên quý vị giận lên là tim sao? Tim đập mạnh. Đó, bây giờ nó bắt đầu đập mạnh rồi nè. À. Tim đập mạnh. Mà tim đập mạnh vậy người ta gọi là đập sao? Thình thịch. Trời ơi, mấy bà này bác sĩ dữ dội rồi. Tim đập mạnh ta gọi là tim, cái nhịp tim hay là tim đập lỗi? Lỗi nhịp chứ đập thình thịch.
thiệt tình luôn. Ông kia ông đi khám bệnh, bữa nay cũng là mới coi muốn nghèo thôi, nghe mất công. Bây giờ nhớ lại điều thứ 8, điều thứ 8 trước khi mà hồi hướng, điều thứ 8 sao? Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp thì thi ân có tính toán. Nghiệm lại đi. Cho nên nếu mà mình làm mà mình có cái ý niệm mà cầu người ta đền đáp là cái đó là có tính toán đó. Mình có tính toán trong đó, mà người tính không qua trời tính. Cho nên đừng tính, phải lắm. Mà vô chùa thì đừng có tính. Vô chùa đây ai tính? Nguyện đem công hiện tiền hướng về ngân ra chúng sanh giác ngộ sáng.